Hello các bạn. Nên các bạn thấy mặt Huyền không? Về bị dị ứng cái Huyền à, nhảy mũi đồ nhiều quá các bạn, cái mặt nó đừ hết à. Hôm nay là mắt cũng đỡ đỡ cay, đỡ ngứa rồi nghe, chứ hôm bữa ông dụi quá thì dụi luôn. Mấy hôm nay cũng lâu rồi Huyền không có lên Facebook được các bạn. Huyền muốn lên giống như mình đăng mấy tấm hình hình cả nhà của tụi Huyền đi chơi, đi làm kỷ niệm nữa. Mà như Facebook của Huyền nó bị chặn cái gì á, cho nên là có chị nào hay là ai mà nhắn tin cho Huyền, Huyền đọc không được thì các chị thông cảm nha. Mấy đứa nhỏ nó chơi sao mà Facebook của Huyền bây giờ vô không được, nó cứ quay vòng vòng rồi nó thoát ra không à. Huyền cũng muốn lên xem đăng hình này kia đổ mà không có vô được đó. Với Huyền Huyền đọc cũng có một số khán giả ở trong kênh YouTube của Huyền á, kêu là tụi Huyền ở lại ăn Tết đi. Nhưng mà tụi Huyền còn bận công việc ở bên đó các bạn, với lại thêm nữa là Huyền gửi con mèo á, Huyền mắc con mèo á đó, mắc cái con Bella biết không, gửi người ta, mình gửi, mình nói đi gửi 2 tuần thôi mà gửi nữa thì không có được, rồi thêm phần Alex nó đi học nữa, cho nên là năm nay tụi Huyền sẽ không ở lại ăn Tết. Huyền với anh Hùng thật ra hai đứa cũng thích ăn Tết Việt Nam lắm, vui anh ha. Đó, ăn Tết Việt Nam vui, với nhà Huyền cũng vui nữa. Mà Huyền mà ở lại ăn Tết thì Huyền bài nhà dữ lắm chứ không phải gì đâu. Nhưng mà thôi, năm nay Huyền về 3 tuần vậy Huyền thấy cũng vui quá các bạn. Trời, đi chợ, đi chơi đồ thấy cũng cũng đủ rồi. Đó. Có chị cũng hỏi Huyền á, sao về Việt Nam không thấy Huyền đi du lịch ở đâu chơi. Thật ra mới đầu á, Huyền với anh Hùng cũng định là sẽ đi Phú Quốc, không mấy là đi Vũng Tàu để cho Alex với anh Hùng tắm. Mà tánh tụi Huyền ở đây cũng thích rủ gia đình theo cho vui á, chứ không có thích đánh lẻ. Cũng định rủ cả nhà Huyền, mẹ Huyền á thì mẹ không có thích đi do đau nhức á các bạn. Xong Huyền cũng định rủ hai vợ chồng đó, em Huyền mà thấy con nó còn nhỏ mà đi xa quá cũng mệt nữa. Cái hôm mà lên Sài Gòn á hả, các bạn biết Huyền thấy hai đứa nó cực, tại hai đứa nhỏ buông ra là chạy, buông ra là chạy dữ gần chết luôn các bạn ơi. Nó con nít mà có đứa thì nó ngoan, còn có đứa thì nó hiếu động á, cho nên mình giữ cũng cực lắm. Mà Huyền thấy hai đứa nhỏ đó là nó quá quá hiếu động luôn, quá quậy luôn á đó. Cho nên là thôi, cái Huyền với Hùng thấy mình đi du lịch miệt vườn xong rồi đi chợ mỗi ngày cũng đã rồi đó. Huyền á, Huyền đi chợ á mà ở chợ người ta biết mặt Huyền luôn rồi. Người ta quen hết rồi. Ô, lấy tắm xong rồi, chạy ra kìa ba ba. Lấy tắm xong rồi. Đó các bạn biết hả? Đi chợ viết rồi hả, người ta quen mặt luôn, cho nên là Huyền thấy thôi, tụi Huyền về 3 tuần cũng đủ, có gì à? Đợt sau tụi Huyền về sẽ dẫn cả nhà đi du lịch Ngoan ở luôn mấy rồi. chỗ khác các bạn. Đó, hôm nay hai vợ chồng bảo ra tay. Hôm nay Huyền mua rau tập tàng các bạn. Cái rau này là đủ loại rau trong vườn người ta hái chứ không phải là trồng nha, nó tự mọc á, Tự nhiên. tự nhiên á. Nấu canh ha, nãy quên mua tép nấu ta, có tôm khô không? Với ở đây là mực nè, cá kèo, hôm nay cá kèo kho rau răm. Đủ cái kẹo đó. Ngon lắm luôn á. Ê, rau này lâu lâu mới thấy một lần chứ đâu thấy hoài ha. Ủa vậy hả? Vì sao bữa chị hai hỏi mẹ nói giờ khó mua lắm. Chắc mẹ không có đi chợ. Nhiều ký biết không Đào? Nãy nó có nói không? Này nó dưới 20-25 nghìn á. Ồ, ngon lắm. Đây đây nè, để cho các bạn coi, này là rau cải trời nè. Rau cải trời mình gờ nó hơi có lông lông nhung nhung nha. Lá bình bát mà. Ừ, cái này là lá bình bát. Nó giòn rụm mà. Ừ. Rồi à, rau mồng tơi, ủa không phải, rau dền, rau kỷ. Quả Đủ loại hết, tức là nó người ta kêu tập tàn là nó tùm lum rau á còn các bạn, nhiều nhiều lắm mà lộn xộn nhưng mà nấu ngon. Nãy quên mua chút tép chấu ha, nấu chung á. Cá kẹo hồng kho rau răm, kho xong rồi cái hồi mình bỏ rau răm vô á ngon lắm. Có ăn chưa Bảo? Chưa phải không, ăn đi liền luôn. ăn gà ăn Còn mực phiện hồi xào với gì vậy? À, rau cần ha, rau cần khóm, cà chua, dưa leo. Đó, trời xào của nó ra chắc một mâm quá. Sáng gì đây? Dạ, con tắt rồi.
Cá kèo này các cá bạn. Cá kèo kho rau răm nha cả nhà. Trời ơi ăn nhức nách luôn á. Món ngon. Sáng em phải không? Rồi để em xào. À một chút xào khốn đi ha. Dạ xào khốn. Ồ món này ngon lắm luôn. Trụng mực xong mình xào nó không có bị ra nước. Trụng sơ vậy nè. Mực quá trời ngon phải không? Dạ. Chọn mua để coi. Em mua cái mực này với lại cá là 470.000 á. Cơm chiều sáng cho... Món này món gì đây? Cá kèo kho rau răm. Món kèo kho rau răm. Đâu con ngồi xích ra con. Làm mực xào. Mới được nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Khô quá. Bị giật răng chút. Khô cái sạch răng lắm. Bờ đen là không có thiếu được món rau ha. Cái món này nè. Đâu? Mua 10.000 đó đi mua 10.000. Cái này 20.000 này nấu ăn ngon hơn rau bình tạng. Tại con thấy lâu quá không có ăn rau tập tàng. Rau này ăn tốt mà. Mời cả nhà ăn cơm. Mẹ ngồi bên đây chú cứu nha. Mẹ ngồi bên đây chú cứu nha. Mẹ ngồi bên đây chú cứu. Cái kèo sao? Ngon. Ngon lắm. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Cái này trưa hay chiều? Trưa và chiều luôn các bạn. Thời gian về Việt Nam mình thấy nhanh quá. À, 6 giờ dậy. Đục cái uống cà phê để ăn sáng, cái trưa mất tiêu. Hết ngày nhanh lắm. Giờ đây nhanh dễ sợ luôn. Rồi chuẩn bị chiều nữa rồi. Về nhà là Huyền thích nấu ăn ở nhà vậy nè. Thích nhất ngon. Nấu ăn ở nhà ấm cúng ngon. Các bạn một con khốn. Có trứng mà. Có trứng. À, không thấy. Nó lột ra ngoài nè. Rồi. Cái này hả? Dạ. Nó là quên mua đây. Có đó. Miếng ớt nữa nó ngon các bạn. Ngon lắm. Bà ngoại ăn cá kèo được không? Hay ăn rau răm thôi? Ăn rau răm hả? Ừ. Cá kèo ngon. Tép ram. Cái này ăn mực không cũng no, phải ăn cơm. Còn ngoại có dĩa bự này nữa đó. Ngon quá trời ngon. Ok, mời cả nhà ăn nha.
ngồi dưới đất gì là ăn mát nè. Rượu Baileys hả? Giống cà phê sữa đá ha. Đúng. Bỏ cà phê vô uống ngon lắm. Rồi uống cà phê lắm mà. Ăn 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 uống không ngừng nghỉ các bạn ơi. Cũng bảo bảo không. Ê ê trời ơi. Cái này me dốt nè cô chú. Me dốt. Ngon lắm. Ngon ghê. Anh ăn thử trái me dốt anh. Cầm cái cuốn anh bẻ ngang ra, ngon lắm. Để cho. Dạ me dốt. Me dốt là me đục đó hả? Ăn phải, anh kéo kéo cái cuốn qua. Dạ. Đó, vậy nó lột qua có chân có chân có. Có chân đổ đi nè. Đó, ngon lắm. Ngon. Chứ chua ngọt ngọt không? Chứ chua ngọt ngọt. Dạ, mẹ dốt á. Sao còn mẹ dốt ta? Thì nó ngu quá hả sao? Mẹ không đi học. Gọi là mẹ dốt. Cóc. Cóc non nha cả nhà. Bảo đang nguyên hột luôn à. Dạ đúng rồi. Chắc được chứ. Này. Cái này là mắm ruốc. Mắm ruốc hả? Chết. Chết người, chết người. Đấy mà hồi bé chết người. Cái bụng đầu bé chết nha. Rồi, gọi quá à. Hả? Ông. Ngon dữ không? Ngon không? Đâu anh thử coi. Lần đầu tiên nha các bạn. Cốc chấm mâm ruốc nha. Ngon. Làm nó ghê quá. Nữa đi rồi. Ngon hơn cái hộp. Dạ. Cốc ngon này nó không có chua cho mấy. Cái giòn đúng rồi. Dạ. Để ăn lắm. Chứ cái hột nó ngọt. Ừ. Lấy miếng ớt nữa nè ha. Cốc non quá chợ luôn á. Dạ. Miếng ớt. Thấy đi biết gì chiều sắc. Này ta. Em này ghiền luôn á. Em hoài luôn á. Đồ ăn tết á. Còn đây ăn keo nữa. Nấm rút ngon, vừa ăn ha, ngon mặn. Cốc rồi mâm rút rồi liệu bèn chứ. Chết nguyên. Hôm nay coi đá banh nha, Việt Nam đá với lại Indo nha các bạn. Để ăn cái này uống cái này thì coi trong vòng 10 phút nếu mà nó im thì ăn tiếp nha. Bây giờ ngưng ngâm nhắm ăn nữa. Uống Baileys nè, ăn cốc chấm mắm ruốc, trời ơi, nó hợp ghê luôn. Thiếu quá, nè, vú sữa, về đợt này ngay mùa vú sữa các bạn. À, để thay khoe bánh tráng nữa. Bánh tráng nè, trời ơi, béo, mình mua 100 bánh tráng rồi sáng nay. À, 100 bánh tráng nha, bánh tráng này gọi là bánh tráng gì mà? Bánh ngọt. Bánh tráng ngọt nhưng mà nó không bánh tráng thượng hạng nên nó không để bánh tráng gì á. Kiểu đó hay hiền. Hay hiền. Ngon lắm, ăn nó không quá ngọt mà nó béo. Mềm chứ không có cứng, dẻo dẻo ngon. Đấy nè. Ngon lắm. Đá chuối. Ngon lắm các bạn. Dạ. Đâu nó có cho mình ngon. Ngon. Còn một ly em dốt có cái này sống rồi. Mẹ sống nữa hả? Bữa cái lưng rồi. Cắm mình nó ngon. Huyền còn sò sống với lại me nữa nha. Sợ tối nhà có một cái với còn tiêu một con sợ đó. Anh Hùng ngưng rồi không dám. Chờ 10 phút 15 phút sau quá. Okay. Hai tay dựng cái đầu. Hai tay chống cái hông. Giơ cái chân lên. Giơ cái chân lên.
Con đi làm công chuyện, con đi nấu cơm. Bánh thơm về đêm. Nó chưa gắn đèn ha. Gắn đèn chắc ở ngoài. Xích đằng kia anh, xích đằng kia. Tụi Huyền sẽ, hôm nay nhà Huyền sẽ đi vô quán Ngói Đỏ ăn nha các bạn. Quán này có bia hơi nên anh Hùng thích lắm. Cái này có hẹn với đại gia. Đại gia cách ta. Xích đại đặng, xích đại đặng. Đây mấy chiếc xe hơi này đặt. Bún mắm 173, trời quán bún mắm này nổi tiếng đó nè. Ngói Đỏ thì đây dạ. Bún mắm này nổi tiếng lắm, vài bữa mình cũng sẽ ra ăn Huyền review nha. Hôm nay cả nhà Huyền sẽ vô quán Ngói Đỏ ăn nha các bạn. Còn bên đây là quán bún mắm, ngày mai Huyền sẽ rủ anh Hùng ra đây ăn bún mắm nổi tiếng ở Cần Thơ nè. Ở đây là Ngói Đỏ. Hồi xưa có ông sếp, ông quản lý ở đây nè. Là tụi Huyền ra là tụi Huyền là khách VIP ở đây. Anh Hùng anh thích ở đây là do có bia tươi á các bạn. Do có bia tươi ở đây ha. Anh cởi nón nè em. Ở đây bữa nay gia đình là cái hẹn với ông bác hai, với đại gia bác hai. Mẹ Huyền với bác hai ra đây có bàn trước rồi, bây giờ để tụi Huyền kiếm coi. Đây nè, đây bác hai hả, ở bàn này ngồi ngoài cũng mát mà. Vậy hả? Vậy thôi mình ngồi ở đây cũng được vậy. Nha. Chúng nó chụp hình gia đình ha. Đây là quán Ngói Đỏ nè các bạn. Ồ, mấy cái bia tươi nè. Đây coi, cho quay mấy cái bình bia tươi. Đó các bạn, ở đây có mấy cái bia tươi này ngon lắm, mình rất thích nè. Ở hôm nay hẹn nhau tới đây ăn là cũng nhờ ghiền cái bia tươi này nè nha. Quá trời người đông nè. Quán Ngói Đỏ Cần Thơ, ở đường 30 tháng 4. Rồi thì con thành tài thổ địa. Đặt gì bảo? Đặt gì trước á? Bông điên điển tiếp cháu. À. Bông điên điển. Ở mực. Mực nướng, mực nướng đi. Mực nướng muối ớt đi. Muối ớt. Mực nướng Thái muối ớt hả? Ôi, một cái tháp bia luôn các bạn. Này World Cup nha. Hả bác hai? Đây là ba người. Ba người. Ba người uống hết này xứng. Có gì có 3 lít này vậy à? Được rồi, nhiêu được rồi đó hả? Anh Cúc. Hảo ra. Em ơi, sao đâu? Đại nhất là tay. Hình như cái bia này chỉ có Cần Thơ là ở đây có đúng không em? Dạ. Đặc biệt phải không? Wow. Hỏi nó là ừ liền gì đó. Rồi cùng đi bác hai. Đây nè. Nó ngọt ngay, ngon lành dữ trời. Cái này mình uống hơi đầu đi. Hơi đầu cho nó tăng tăng chút đi, bác hai. Nè các bạn. Không là nó không ngon mà nó không quá mẹ. Đầu ngon chứ bác hai. Ngon lắm á. Cái hơi đầu là mình sắp
một ly đầu luôn nè mất các bạn. Nó đậm đặc lắm các bạn ơi, ngon. Quay mấy món đẹp đẹp nghe coi. Giới thiệu món đi. Rồi em review đi. Wow, sách cũng đẹp quá ha. Cái này món gì bảo bánh hỏi xịt. Món hỏi gì nha? Ba gọi nướng vô Tây Bắc. Hôm nay người đặt cái món này ta gọi là gì? Ba gọi quay Tây Bắc nha các bạn. Món này là gỏi bông điên điển tép trấu nè. Bên kia cũng có nha. Bông điên điển tép trấu mấy đứa nhỏ đâu ăn được chắc dời của anh. Giờ mình thử ăn một cái ốc bù nướng tiêu. Ốc bù nướng tiêu nè các bạn. Quá đã nè. Wow, nhưng món này cũng là đặc sản ở Cần Thơ nè. Thêm cái lá răm nữa là bá cháy bột chét luôn á. Trời ơi, nó ngon kìa. Có một tẩm găm nè. Wow, nó ngon. Thử món mực này là mực cơm nè. Trứng. Mực trứng nè. Trứng là gì có nước gì nãy. À, đăng lý cái này nó xào chứ hả? Khoái nhất là cái nước này được rồi. Tiêu thơm mất trời thơm luôn à. Tấm gì ta nó muối tương chanh hay là tấm này là cái này ngon nhất nách. Giờ đây ăn đặc sản này xong nước quá đã. Công chế kho quẹt nè. Chớ bằng nhôm nha. Rồi cô Thắm vừa đây phái món này lắm nè. Không cháy không quẹt. Thấy sao? Cái ngon. Giòn rụm ha. Cái này là cơm chế kho quẹt. Kho kho xong rồi phải quẹt vậy hả bác hai? Phải quẹt vậy mới được đúng không? Kho quẹt mà. Đúng rồi, phải quẹt vậy chứ mới ăn nha các bạn. Đơn giản mà ngon. Chết. Đơn giản mà ngon thôi bác hai. Này mực nướng vô đây, mực này là mực ống hả? Mực trứng.